Sửa chữa đồ điện Dũng Ngân, xin chào các bạn nhé. Tiếp tục chúng ta đi với một bộ micro này. Micro này thì mình bạn này nhắn tin và hẹn là 10 tháng 11 là mình phải sửa. Và bây giờ mình sẽ đi mình bóc hàng và chúng ta cũng sửa bộ này nhé. Bộ của bạn Thắng này, chắc là bạn mà xem YouTube mình bạn sẽ nhận ra bộ của bạn này. Số OX8, X8 thì đơn giản rồi. Nói đơn giản đấy, cuối cùng sửa thành cái tạp giờ rồi. Nào xem tay nào. Nói chung là bộ này ví dụ có phức tạp lắm thì chẳng nữa thì thay mạch hết. Hết cả phức tạp. Rồi, không có thông tin lỗi. Nếu mà không có thông tin lỗi này thì mình sẽ tay viết số điện thoại vào bên trong luôn này. Nào mình vào pin luôn này, chúng ta test thử xem lỗi gì nhá. Sôi nền tiếng nhỏ. Số X8, X9, X10 sôi nền tiếng nhỏ. Bệnh truyền thống của em nó. Okay, cả hai tay tem bảo hành bên nào dán này. Nói chung cái tay của X8 này thì nó rất là chất lượng, rất là bền. Chỉ có người phá thì nó hỏng rồi, còn nếu mà người mà không phá thì nó rất là bền các bạn nhé. Rồi, nào đầu thu mình vào điện này. 12V đối với UX8, 12 đến 15V. X8 thì lỗ nguồn nó bên này 239W. Đâu rồi? Đó. 215. Một kênh là 1028, một kênh là 128. Nào mình sẽ lên tiếng âm ly để xem có sôi nền không nào. Ôi à. Công tắc chuyển nó sạch sạch nha. Này mình bật công tắc chuyển này. Vậy là tụ xuất âm bị dò điện nha. Một bệnh. Nào xem nào, nút nhấn xem nào. Tốt, nút nhấn tốt. Rồi. Nào bây giờ mình sẽ bật tay lên này. Sôi nền nó vặn volume xem nào. Không sôi nền. Nhưng con này chắc là tiếng nhỏ. Nào mình lên âm thanh này. Alo, alo. Không có tiếng ra. Liệu tiếp xúc rắc có vấn đề không? Alo, 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 mất tiếng ra nhá. AF lên rồi nhưng mà nó không có tiếng ra. 128 xong full rồi này. Alo, 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 alo. Tiếng quá nhỏ, khả năng mạch khuếch đại đầu ngoài, IC mạch khuếch đại đầu ngoài 4558 bị hỏng các bạn ạ. Nào bây giờ mình sẽ đi, mình cắm vào căn nông này chúng ta xem. Đó, các bạn thấy tụ xuất âm như thế thì nó sống làm sao được. Nào xem một kênh bên này nào, mạch khuếch đại canon khác nha. Alo, 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 vậy là cũng không kêu. Sorry, mình mở. Alo, 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 sôi nền dã man luôn này. Alo, alo, sôi nền một cách dã man luôn này. Alo, 1 2 3 4 5 6. Nó vừa mới xèo xong rồi tụ nó phóng điện phát. Đó, các bạn thấy tụ phóng điện này. Đó. Nào, bây giờ mình chuyển sang bên này, chúng ta thử bên này nào. Nói chung bộ này thì không phức tạp rồi. Alo, alo. Ở bộ này mất hẳn luôn. Căn đông không có tiếng luôn. Rồi. Thật tuyệt vời các bạn ơi. Bộ này cũng giống cái bộ hôm vừa rồi UX9 mình sửa mà mình ghi là hướng dẫn anh em sửa sôi nền của UX ấy. Đó thì con này nó cũng là IC nằm và nó đa phần là nó dùng tụ hốm rồi, nhưng mà một số nó vẫn cứ dùng tụ hóa các bạn nhé. Mà bây giờ nhưng mà con này lại là 220, nó không phải là 4,7mm như con UX9 kia. Mà bây giờ mình sẽ đi mình thay tất cả các con tụ này các bạn. Rồi mình thay tụ xong rồi, 1, 2, 3, 4 con tụ 4,7 và 5 con tụ 220.
Và chi tiết tại sao thay tụ, chi tiết tại sao lại là 22mm và 4.7 thì các bạn xem ở video hướng dẫn sửa chữa micro xô UHF9 xô nền các bạn nhé. Mình còn nói rõ chi tiết cụ thể. Bây giờ mình sẽ đo lại cái nguồn sau khi mà đã thay tụ này. Quay bằng cái máy này chuyển cảnh rất nhanh. 4.9 này, xuất âm ra loa không được phép có nguồn này. 4.5 này, 4.4 này. Bên này 4.4 mắt ảo bên này này. Đó, 4.8 này. LED căng luôn này. Sau 4.8 là 4.4 đâu. 4.5 là 4.4. À con này con mát súng mát. Đây mát ảo 4.4 này. Rồi, vậy là ok rồi nhá. Nào bây giờ nó sẽ có hai trường hợp xảy ra, một là xôi nền to hơn, bởi vì khi chúng ta thay tụ nhưng mà ở đây thì tụ tiếp âm hầu như là không phải tay mấy, không có một hai con tiếp âm rồi, còn đầu là đa số tụ lọc nguồn, đa số tụ lọc nguồn, cho nên là khả năng tiếng thì nó sẽ không to hơn, nó chỉ có một con đầu ra của 6 ly này, một con đầu ra 6 ly là nào mình cắm vào 6 ly trước nhá. Có đúng một con đầu ra 6 ly là tụ tiếp âm rồi, còn đầu hoàn toàn tất cả những con lại là tụ lọc nguồn mát ảo và lọc nguồn dập nhiễu của công tắc truyền mạch. Nào mình lên âm thanh nào. Nào on tay lên này. Cái này volume chưa về hết không này. Alo, con này vẫn không ra nguồn, không ra tín hiệu, tuyệt vời nhá. Rồi, lát mình sẽ kiểm tra xem. Vẫn không ra tín hiệu với máu chứ. Alo, có gì đó sai sai. Ông mát ra này vẫn chưa ra các bạn ạ. Alo, vậy là lơ mơ là IC là có vấn đề à? Hay là như nào? Rồi, cái đây chúng ta sẽ kiểm tra sau, và chúng ta vào căn ông này. Vậy thì con IC đấy là chúng ta phải xoáy sâu rồi. Vậy là thêm một bệnh nữa này. Nào, lên tiếng. Alo, alo, bó tay. Con này cũng không lên tiếng luôn. Alo, alo. Ồ, tiếng rất bé. Đừng nói công tắc truyền mạch nhá. Công tắc truyền mạch đóng không kỹ. Làm gì mà có chuyện cả hai bên đều không lên tiếng này. Thì alo, alo, alo. Ồ, bó tay. AF có rồi mà đằng sau không ra, vậy là có một con nào chung giữa hai vế hỏng. Canon thì đến đây là không có cái nào chung, còn mỗi công tắc truyền mạch là chung thôi. Nên mình bật hai tay nên mình thử kích tay vào công tắc truyền mạch xem nào. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón. Chân này phải có này. Bên này kêu này. Nằm vào 6 ly đi cho nó ở đấy. Lại thích chết tép hay sao, rút rắc không tắt công tắc. Nào bây giờ mình bấm vào cái đầu vào của Canon này. Đây là có tiếng này, tại đây không có này. Tại đây thì đương nhiên là không có, 64 cao này. Vậy là ok nhá. Bên nào, còn bên này có tiếng chưa? Bên này có tiếng chưa? Rồi, vậy là ok rồi. Vậy là công tắc truyền mạch không xuất âm à? Toàn bộ chân công tắc truyền mạch không ý kiến gì này. Bên này không ý kiến gì này. Bên này không ý kiến gì này. Vậy là hai con ở giữa là có vấn đề à? Vô lý nhá. Một lúc hai con, hay là chiết áp hỏng. Đúng rồi, khả năng chiết áp đi lắm các bạn ạ. Nào, bây giờ mình sẽ chơi cái trò này đi. Đánh chập chiết áp. Xem nào, trên này nào. Lờ mờ chiết áp hỏng. Và chiết áp này là chiết áp loại mà đang não tháo mặt máy này mà. Rồi bây giờ mình đánh chập chiết áp đã. Chúng ta chạy đã. Chúng ta cho trôi việc đã. Khi mà đánh chập chiết áp thì tiếng nó sẽ rất to đấy nhá. Chúng ta phải giảm âm ly xuống. Rồi này mình đánh chập chiết áp nhá. Nào đây các bạn, mình đánh chập chiết áp này. Đánh chập cả hai bên này. Thì bên trái ra kêu rồi này. Xôi nền này. Bên phải này. Alo. Bên phải vẫn không kêu, bó tay. Bây giờ còn xôi nền nữa này. Tắt tay mic đi này.
Tắt tay mic lên này. Sôi to là khác này. Nào với mình xem bên nào kêu nhá. Bên này sôi nền này. Và bên này cũng đang không kêu này. Bỏ tay. Nắm bệnh thế. Bên này không sôi nền nhá. Vậy là bên này sôi nền nhá. Nào Canon ông ra chưa? Alo, alo, alo. Cũng không ra tiếng, bó tay. Em ơi Hà Nội phố, ta còn em. Đây có tiếng rồi, trong này. Bó tay. Nào chúng ta kiểm tra xem cái điện áp trên con IC đó. Và con này đang bị sôi nền nữa này. Còn bên tay trái đang bị sôi nền, trong khi là tụ chúng ta thay hết rồi. Vậy là 4558 có vấn đề nhá. 4558 hy sinh nó cũng dẫn đến sôi nền các bạn nhé. Tụ ok hết rồi. Khi mà tụ mà không ok thì nó sẽ sôi nền. Nhưng mà tụ chúng ta thay rồi. Cho nên là không thể nói là do tụ được. Nào và mình sẽ đo tất cả các chân sôi nền thì lúc nãy là chúng ta chưa đấu công tắc thì nó không sôi nền đâu. Chưa đấu chiến áp thì không sôi nền. Đấu chiến áp vào rồi thì nó mới sôi lên nhá. Thì vậy là chưa chắc IC ngoài này bị nhá. Kinh toàn 4,5 em 1,8 em ơi. Cái gì vậy? Con này phải 3,4 chứ. Xong. 5,71 có vấn đề. 1,2 xong. 1,8, 1,8 là mình đã thay tụ rồi này. Vậy là con 5,71 là có vấn đề. 5,71 hy sinh. Đúng rồi, 5,71. Em cháu đã hy sinh, đã ra đi tìm đường. 3,4, bên này đẹp này, bên này chuẩn này. Bên này chuẩn này. Nào để mình xem con nọc 1,8 nữa đâu và con 3,4 đâu. 1,2. Không có chân 3,4. 3,4 là chân ao của con chờ con IC này. Vậy là bây giờ mình sẽ thay con 4,5,8 này trước này. Bởi vì mình thì mình sẽ không lao vào IC to mà mình sẽ lao vào IC nhỏ trước. Con này nó sẽ 1,42 này. 1,48 ổn rồi này. Ổn áp chân số 5 này. Nhưng mà chân số 7 và chân số 6 đang điện áp không đúng này. Đây. Mình đo so sánh nhá, chân số 7 tương đương với chân số 1, nó phải ra 3,4 này. Đấy, 1,8 này và 1,8. Nhưng mà đây là bao nhiêu? 522 mini, 1,2 và 1,8. Đó, vậy là con bên này có vấn đề nhá. Nó bây giờ mình sẽ đo hồi tiếp trước khi mình vào chiến đấu. Nhưng mà để nghe mình kiểm tra tiếp con bên này, tại sao con này không chạy này. Ta môn đẹp chưa? Chân số 7, 4,4 đẹp, 4,4 đẹp. 4,4 đẹp. 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 Hết rồi. Cái nó ngon đấy. Con này điện áp, về mặt điện áp là ok rồi. Vậy tại sao mà âm thanh từ đây nó không ra ngoài này? Lý do. Lý do vì sao? Lên âm thanh này. Đây có tiếng này. Toàn bộ chân này không có tiếng này. Đó. Toàn bộ chân này không có tiếng này. Thế nó hỏng cái gì? 571 đầu vào 571. Không được. Không có tiếng luôn. Nào đo tại chân vào của 571 xem nào. 4,5, 4,4. Đằng sau cái gì đây? Đừng nói đứt mạch nhá. Đằng sau là 1,48. Hai chân 1,48. Chuẩn. Cái gì đấy? 0,9 bôn vậy là đẹp rồi chứ. Lại kêu rồi. Alo. Vậy là đứt mạch ở đâu đó nhá. Nó buộc mối hàn. Khả năng chúng ta phải khò mối hàn để cho nó kêu. Khò mối hàn. Chơi kiểu chập chờn này là không chơi đâu. Nào. Đó. Nó phải có tín hiệu này này. Đó lúc nãy nó không có tín hiệu nào.
Alo, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nào, căm 6 ly là cả hai bên cùng sôi sập sập này. Bởi vì bên này nó đang bị sôi này. Cái con IC này liên quan đến con 571 và con này đang bị ra điện sai thì một trong hai con này có vấn đề. Alo. Alo. Xích lô. Đấy, bây giờ bên này lại không ra tiếng này. Alo. Đó, không ra tiếng. Lúc nãy thì sôi rào rào. Alo, 567. Bên này lại ra tiếng này. Và bây giờ mình sẽ đi mình tìm xem mối han nào nó bị chập, bị chạm, bị rỗng mối han. Mình đi mình kho lại các bạn nhé. Và mình sẽ nhấc thử con 4558 này ra. Xong rồi xem điện áp nó thế nào. Xong rồi chúng ta thay một con 4558 khác vào. Ok. Mình đo nhanh cái hồi tiếp của nó đã. Biết đâu là mất hồi tiếp nó sinh ra lỗi bệnh thì sao. Nào, chân mình đo thẳng một chân IC nhé, mình không đo chân trở. Chân que đỏ vào chân số 7 này, 31 kilo ohm. Vậy thì que đỏ vào chân số 1 này, 2 kilo ohm. Vậy là con này lên tận 31 kilo ohm. Đó, vậy là mất hồi tiếp nhé. Ở đấy, hâm mà vừa 2 kilo ohm xong lại lên 31, bó tay. Ồ thế thì 31 thì chuẩn. Ồ sao vừa lấy mình đo kiểu gì mà lại ra 2 kilo ohm. Nào xem nó hồi tiếp của nó là bao nhiêu. Đúng rồi, phải 30 kilo ohm. Một con 223 và một con 10k lối tiếp nhau. Thì nó ra con 323, 322k. Thì ra 31k là chuẩn rồi. Vậy là hồi tiếp của nó 31, vậy là hồi tiếp tốt. Vậy là mình đi mình nhấc 458. Nhấc 458 này, mình cứ giải quyết từng vế một nhá. Sôi nền và không kêu, bây giờ nó còn không kêu luôn này các bạn này. Đây mình đánh chập cả hai chiếc áp rồi. Nào bây giờ mình đi mình nhổ 458 mình thay nhá. Đây các bạn này, 458 mình nhổ ra đây. Và con này là con mới này, 458. Mình dùng dòng D nhé, 458 D. Bây giờ mình hàn vào. Chúng ta xem lỗi có phải 571 không. Nếu mà 571 lỗi thì chúng ta thay 571 là xong các bạn nhé. Cái lỗi mà bên này cũng bị chập chờn tiếng ấy, 571 này cũng liên quan này. Nào các bạn ơi, chúng ta đo nào, mình vào IC rồi nhá. Em sang ngang rồi ôm kỷ niệm vào thương nhớ. Đo chân số 7 này phải 3.4 này. 3.439 chuẩn nhá. 1.48 chuẩn nhá. Và 1.48. Vậy là IC 458 toạch nhá. Một con. Và con này sôi nền là cũng là do con này đấy. Bứt. Nào bây giờ mình lên mic bên này để nghe chúng ta nghe thử tiếng này. Không sôi nền này. Alo, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tắt đi hết sôi lên này. Rồi, nào lên con này xem nào. Alo, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, bây giờ là mình cho nó kêu đi. Xong bắt đầu mình thử ấn mạch là. Mình kho han rồi, kho mạch rồi thì nó phải ngon luôn. Alo. Em sang ngang rồi ôm kỷ niệm vào thương nhớ. Hôn lên tóc mềm lệ sầu thắm ướt đôi mi. Bục đi. Xin em một lời chốt nguyện tình yêu cuối. Tình yêu không thành xin giá từ đi em. Alo, 567. Nào mình thử cân ông bên này này. Alo, ôm ô, căn ông vẫn chưa ra các bạn nhé. Căn ông thì lại là con IC này. Nào. Ngày nào lên xe hoa. Ở đây vẫn lại có tiếng, vậy là con này vẫn đang bị lỗi gì rồi. Tại sao 6 ly có tiếng, nên là cắm một quay trở lại 6 ly. Vô lý, có một sự vô lý không hề nhẹ. Đấy, bây giờ nhá, chúng ta quay trở lại con IC này này. Không có tiếng này, các bạn thấy không? Vậy là chúng ta xoáy sâu con IC này.
lý do tại sao mà nó lại không tự nhiên lúc mất lúc có này. Kỷ niệm buồn vào hôn không kêu nhá. Alo, sóng AF trên đầu thu vẫn âm âm này. Mình đo tiếp điện trở con này này, 444. Ô con này đẹp luôn, sợ mình nghĩ là đứt mạch quá. Đứt mạch không dẫn được xung lên. Hay là 571 này teo. Đo IC571 tất cả các chân nó này. Tất cả các chân này rất đẹp luôn. Nhưng mà không ra tiếng. Đây này, con này là 141 là vứt đi này, 142 là... Đấy, các bạn thấy nó quay về 0.9 không? Thì là kêu bình thường không? Rồi, vậy là con 571 này cũng có vấn đề. Bó tay. Vậy là bây giờ nhà mình thử đo con tụ với 57 song song với mát 0.1mm xem nào. Không chập nhá, không giò nhá. Nào đo hai con này mà dò là nó con này phải đo dò kiểu này bởi vì nó nằm mạch cái lỗi con này là con dẫn nguồn âm. Nào đo xem có đứt mạch không nào. Chân này vào đây này, vào đây này. Xem là thông với chân nào đây. Chân số 7 con này ra thông vào đây đi qua tụ. Rồi, bây giờ con tụ này dẫn xung không? Con tụ này có dò không? Dò thì nó đã không phải là 1.8. Vậy là 571 nhá. Ôi, cứ kiểu chập chập tắt tắt bật bật này thay 571 cho lành. Bây giờ như này đi, để tránh 571 mình thử di chân của nó một phát. Ôi, chân nó vẫn đẹp lắm. Chân nó vẫn đẹp lắm các bạn. Chưa chắc di chân là hết rồi. Khả năng 571 thôi. Nào, mình đi mình di chân nó ra cả nhá. Ok các bạn. Rồi các bạn ơi, mình di chân 571 rồi. Và mình đang cắm Canon này, nó đang kêu này. Alo, 6B. Bởi vì cái quan điểm của mình là hạn chế thay IC trừ khi là xung quanh nó ngon lành hết mà nó không chạy được thì lúc đấy mới phải thay thôi. Alo, 5-6-7. Mic này nè. Alo, 5-6-7. 5-6-7. Rồi, bây giờ đo điện áp chân 1V của nó 0.9V vừa rồi ấy. Nó phải là 0.9. Chứ nó đừng có là 1V là Cicatel nhá. Đấy, lại bục cái gì đấy. Đấy, chân này lại lên 0.9 rồi. Đó. Cái gì nó bục đấy. Nào mình tắt cái tay này đi. Nó cứ nhảy như này là không ổn. Đây này, các bạn này. Nó nhảy như này là không ổn này. 571 có vấn đề này. Đây nha, mình bật tay lên. Mình xem bên kia có nhảy không. Đây là chân hồi tiếp âm. Nào bên này nhảy đi. Bên này có nhảy. Cũng có nhảy. Nào xem nguồn cấp cho em nó đâu rồi. Nguồn cấp cho em nó 8V ở bên này thì phải. Đây. Nguồn cấp ổn định nhá. Vậy mà chân này, hai chân liên quan đến chất âm này. Đó, các bạn thấy nó chạy như thế này thì kêu. Kêu sao được. Alo. Alo. 1, 2, 3, 4, hồi tiếp âm này. Alo. Em sang ngang rồi ôm kỷ niệm vào thương nhớ. Hôn lên tóc em cho lệ sầu thắm ướt đôi mi. Là bây giờ mình sẽ cho nó sang Canon đi xem có phải thằng này, riêng thằng này nổ không. Cái kiểu chập chờn này rất là khó chịu. Alo. Alo, 567. Canon này to ngang với cả 6 ly. Alo. Canon này to tương đương với 6 ly, không ổn. 6 ly phải bé hơn chứ, 6 ly phải to hơn chứ. Alo, 56. 6 ly này tịt luôn này. Alo, vậy là 6 ly có vấn đề này. Alo, tịt luôn này.
đó lại kêu alo. Đó, vậy là chúng ta quan tâm đến con 6 ly lấy lửa này. Nhưng mà lúc nãy là con 444 chân số 1, chân số 2 là 445, chân số 3 445, ô bỏ tay 84. À đây là chân số 1, chân số 7, chân số 6, chân số 5, chân số 5 444 và chân số 1 đến tận 445, lấy đâu ra, điện đâu ra đây. Chân số 2, cái này là 4449, bó tay. Chân 4 là chân mát này. Mấy ông này là chân bò trống này, đó. Đấy, ông này lại về 4445 từ. Alo, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, 1, 2. Cái gì đấy, cái bục 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 này. Nào, chân mát này. Chân dương tụ này. Chân IC này. Nó cứ bục vào đâu nhỉ. Alo. Bực mình nhỉ, bên này nè. Alo, alo. Em xa ngang rồi ôm kỷ niệm vào thương nhớ. Bây giờ mình quản lý bên này thôi. Mình đang nghi ngờ bên này này. Alo, 56, đấy, lúc nó mất tiếng nhá. Alo, 67, 8, 9, 10. Alo, chắc là phải đi xử lý hết chân IC quá. Kiểm tra xem có cái chân nào, đó, mất rồi đấy. AF ở bên này còn một lửa này. Alo, đó, lên hết cỡ rồi. Vậy là căn nông còn bị thì chứng tỏ không đổ tải cho 6 ly này nhá. Đây, không kêu này. Ôi. Tớ thay 571. Hết ý kiến. Cái kiểu chập chập trần trần thế này thì thay luôn. Nào để cho nó đỡ hỏng cái rắc 6 ly thì mình sẽ. Nè, không có tiếng. Tưởng tụ 10 phút. Đấy, 10 phút của mình đấy. Con này 571 thì lại phải hy sinh một cái vỉ à đâu. Hôm trước còn nhập IC 571 rồi. Chỉ còn gần em một giây phút thôi. Có để mình đi lấy IC rồi mình quay tiếp nhá. Ở đây mình có mua 571 đây. Mình sẽ thay con 571. Nào, bây giờ mình sẽ để cái này vào để tránh hỏng cái rắc 6 ly. Bây giờ mình kho con 51 ra cho thay con mới nhá. Để xem nó còn lổ không. Nếu mà thay vào mà nó hết lổ thì ok nhá. Bởi vì chân 571 mình di rồi. Bây giờ chỉ có thay con 571 thôi thì nó chỉ loanh quanh cái chân của nó với bản thân nó thôi. Chứ chúng ta sẽ không thổi sang máy khác. Nếu mà mạch khác mà lỗi thì nó vẫn bị nha. Vẫn bị lục bục nha. Còn nếu mà 571 bị thì là nó hết nha các bạn nha. À, không tự nhiên mà con 4558 này hư hỏng. Không tự nhiên mà mất tín hiệu đầu vào của 571. Chắc chắn con này có vấn đề. Ok, mình đi mình kho lại nhá. Đây bạn ơi, mình tháo 571 ra này. Còn 4558 lúc nãy mình xếp ở đây cho có đôi này. Mình thử mic bên phải trước này. Alo. Alo. Bây giờ mình chỉ chờ nó bục một phát. Chỉ cần bục một phát là mình sẽ tiếp tục mình quay ngược trở lại con IC trong này nhé. Alo. 567. Alo. 567. Nào mình đo cái 0.9V nào. Xem nó có liệu có nó có ổn định không hay là nó cũng dao động theo âm thanh. Bởi vì con này nó hồi tiếp âm cho nên là nó sẽ như kiểu là âm thanh hồi tiếp ấy, thì khả năng nó cũng phải dao động một chút. Đấy các bạn đây, vẫn có hiện tượng bục này. Đây này, vẫn có hiện tượng bục này. 5958 1V. Đó các bạn này, đó nó hồi tiếp âm này. Và mình thử đo cái điện áp ở chân số 7 444 này.
điện áp tĩnh, có vô môn 8 điện áp tĩnh. Alo, 567. Mình thì mình đang quan ngại là con này tại sao mà nó không đưa xung âm thanh ra đây. Từ đây lên đây qua mỗi con tụ thì làm sao mà có chuyện là nó không ra tiếng. Cho nên là quan ngại con này cũng có vấn đề này. Alo, 567, 8910. Nói chung với phương châm mà oánh nhầm còn hơn bỏ sót, thì thay lốt ông mạnh này thì cho nó nhanh, cho nó an toàn. Bởi vì khi mà chúng ta không chắc chắn cái gì thì chúng ta không nên làm, không chắc không làm. Và chắc chắn thà oánh nhầm con một con 458 còn hơn là để cho nó thoi thóp. Các bạn ạ, nào mình để xem nó có bục có bịch gì không nào. Alo. Power off đi này. Power on lên này. Alo. 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 67. Bây giờ thì nó lại vẫn đang ngon này. Khoai nhất là cái bệnh chập chờn các bạn ạ. Nếu không bây giờ thì chúng ta chơi luôn con đấy, thay luôn đi. Không phải đợi nó bụp mới mà xoẹt nữa, thay luôn con này. Để đỡ mất thời gian. Thì bây giờ bụp mới xoẹt nữa thì bởi vì lúc nãy chúng ta đã thử tại chân nó không có tiếng. Đầu vào 571 đây không có tiếng thì mình thay 571 rồi. Thì bây giờ còn mỗi con này từ công tác truyền mạch đưa lên đây rồi. Đó. Còn nếu mà con này mà vẫn còn không đưa hết thì 455 tạ con 4066 này. Nhưng mà 4066 nó đã đóng mạch hiển thị đã có nghĩa là sao? Tức là công tác 1 đã chuyển sang công tác 2 đã có. Bạn nhớ hết AF, hết mute có nghĩa là công tác truyền mạch tốt bạn nhé. Bây giờ mình phang nốt con này cho nó an toàn, đỡ phải suy nghĩ nhiều. Một con 458 không là dịch cả các bạn ạ. Ok, mình đi thay nó. Nào các bạn ơi, em 458 thứ hai đã đi ra này. À bây giờ alo, 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 123 456. Alo, 12, tiếng bên này là nghẹt nghẹt nhỉ. Alo, alo, nghe tiếng này, mất rồi. Alo, alo, bó tay, nghe tiếng. Bó tay lại phát sinh bệnh. Tưởng nhanh mà không nhanh được. Alo, 567. Cái con này nó vẫn liên quan đến cái chân này, nó vô lý nhỉ. Quá vô lý nhỉ. 4449. Đấy, sờ vào nó phải ra tiếng như này, đúng này. Sao chân này vẫn 4450, 4449. Không phải 96 là đúng rồi. Alo, 567, 8910. Alo. Lúc này thì nó lại không nghẹt. Alo, bó tay. Alo. Thôi bây giờ mình sẽ đi mình ngâm máy. Mình ngâm máy để nó lỗi, là sinh ra lỗi mình sẽ đi đo. Chính xác là lỗi ở đâu xong bắt đầu là chúng ta xử lý chỗ đó. Bởi vì những cái mà nghi ngờ chúng ta đã xử lý rồi. À, bên này thì lệch điện áp thì con này là đúng rồi. Và khi con 571 thì không kêu thì từ đây lên đây không kêu thì con này là... Và mình thay thêm con này là đúng rồi, không còn cái gì nữa. Vậy là tiếp tục là còn ở đâu nữa mà con này nó nghe tiếng. Alo, 567. Tiếng đang rất là hay rồi, để mình ngâm máy một lúc xem thế nào nhá. Này các bạn ơi, trong lúc mình ngâm máy thì mình xử lý luôn cái volume này. Alo, 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 567. Nào tay bên này này. Alo, 567. Đó, volume ok rồi. Alo. Chỉ còn gần em một giây phút thôi. Chập coi này. Alo, 12. Vậy là không bị hút mic nhá. Rồi, mình ngâm đi. Mẹ đi ăn cơm rồi đã. Xong rồi nát mình cứ để nguyên như thế này mình ngâm. Khả năng mình sẽ lấy cái điện thoại. Mình sẽ phát âm thanh vào đầu mic này để mình nghe. Xong rồi vừa nghe vừa xem nó có bị mất tiếng không.
Và cái bên này thì không vấn đề gì này, mình sẽ tắt bên này đi và mình sẽ phát để nghe bên này. Xong rồi mình cứ để ngâm 1-2 tiếng, nếu mà nó có vấn đề thì chúng ta đi xử lý, còn không có vấn đề thì ta chốt nhá. Ok các bạn. Các bạn ơi, cuối cùng mình đã tìm ra thêm một linh kiện hỏng nữa, đó chính là con IC này. Vậy là con 4571 này nó hư hỏng và nó dẫn đến là con IC này và con IC này cũng hỏng theo. Đó. Và con này thì mình lúc nãy là mình thay để cho nó đảm bảo thôi. Nhưng mà thực tế là con này, hai con bên 571 chết. Con bên này thì nó không chết hẳn và nó lại bị cái lỗi là cứ thi thoảng nó lại nổ bụp một cái. Chính vì thế cho nên là mình đã thay nó và bây giờ mic ok rồi. Alo, 567. Tiếng rất ok rồi các bạn ạ. Alo, 567, 8, 9, 10. Alo, 1, 2. Đó, tiếng rất ok rồi. Vậy là loanh quanh là tụ hình như là nó chỉ bị con ở ngoài này. Còn bên này thì nó hơi suy hao, lúc đầu tiên là đo còn có 4V. Đó, nói chung là tụ cũng kém, mình cũng thay luôn. Và ba con IC chính này học các bạn nhé. Rồi ok. Và là bộ này mình giải quyết xong rồi. Bây giờ mình đi đóng gói gửi khách thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Bệnh của máy này nó là những thế. Mấy con IC hỏng một lúc. Cái bệnh chập chờn này phải mất thời gian ngâm máy khá là lâu. Mình đã ngâm cả buổi trưa cho đặt mic vào, cho điện thoại phát tiếng, xong bắt đầu cho nó kêu. Và khi nó lộ bụp bụp thì bắt đầu mình ra mình đo trần IC. Thì mình nhận thấy con này nó sung ra điện. Và thế là mình thay nốt nó và bây giờ nó hết rồi. Rồi, cảm ơn các bạn xem video nha. Sửa chữa đồ điện Dũng Ngân. Trân trọng cảm ơn các bạn.